chúng tôi làm cái lếp. Cà phê M2 là cà phê xanh luôn này. Xanh luôn bên trong bây giờ thu bói thôi. Chưa thu hoạch đâu. Sẽ đi xung quanh quay cho các bạn xem. Bây giờ làm phóng này. Còn bị vẽ. Đây à? Cái này mua lâu rồi, chưa dùng. Hôm nay để lắp vào chân, đi hư chân. Cắt để nó thấp hơn. Bụi rất nhiều luôn. Mình đi quay, mình chưa bắt tao đâu.